Thưa quý vị khán giả, sau rất nhiều chờ đợi thì những trận đấu đầu tiên tại môn bóng đá nam ở SEA Games 31 đã chính thức khởi tranh. Gần 20.000 khán giả đã phủ kín khán đài tại sân vận động Việt Trì của Phú Thọ, qua đó tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và cuối cùng thì các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đã cống hiến cho người hâm mộ một chiến thắng vô cùng ấn tượng. Trong 45 phút đầu tiên, trận đấu không bàn thắng nào được ghi. Mặc dù U23 Việt Nam không ít lần khiến hung thành U23 Indonesia trao đảo. Vào hiệp 2, Tiến Linh là cầu thủ thay đổi thế trận khi đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam sau đường kiến tạo của Mạnh Dũng. Tiếp đã hưng phấn, Hùng Dũng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Lần này, Mạnh Dũng tiếp tục đóng vai trò là người kiến tạo. Không những vậy, đến cuối trận, Levando có đường tạt bóng vào vòng cấm của U23 Indonesia, khiến đối phương rơi vào thế khó và vô tình để bóng bay vào lưới. Kết thúc hơn 90 phút của trận đấu, đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc trước U23 Indonesia với tỷ số 3-0. Một khởi đầu hoàn hảo ngay trận đầu ra quân của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và cũng là niềm vui trọn vẹn của những người hâm mộ bóng đá nước nhà tại ngày đầu khởi tranh môn bóng đá nam của SEA Games 31. Trước đó cũng trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ thì trận đấu đầu tiên của bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 31 đã được diễn ra, màn so tài giữa U23 Philippines và U23 Timor Leste. Một trận đấu mà Stefan Struck và các đồng đội đã có màn trình diễn đầy ấn tượng. Đội tuyển U23 Philippines đã có khởi đầu khá thuận lợi trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là U23 Timor Leste. Ngay từ phút thứ 10 của trận đấu, Christian Rotini đã đánh đầu cận thành để mở tỷ số cho các cầu thủ U23 Philippines. Thi đấu ép sân trong thời gian còn lại, thế nhưng cũng phải đợi đến hiệp 2, các cầu thủ U23 Philippines mới có thể được bàn thắng. Phút 56, Dennis Chung băng xuống dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ thành của U23 Timor Leste để nhân đôi cách biệt. Và đến phút thứ 78, đến lượt Jovin Bedic nâng tỷ số lên thành 3-0 sau nỗ lực đi bóng ấn tượng. Chỉ 4 phút sau bàn thắng này, Oskari Kekkonen đã ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu, ấn định chiến thắng đậm 4-0 cho các cầu thủ U23 Philippines, qua đó đánh dấu một khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 31. Như vậy là bóng đá Philippines vẫn đang có thành tích toàn thắng trước bóng đá Timor Leste tại đấu trường SEA Games kể từ khi họ gặp nhau vào tháng 8 năm 2017 với tổng cộng 3 trận thắng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.